Hôm qua ngày 17 tháng 4, tại Trung tâm Thể dục Thể thao Hoài Ân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk và Liên đoàn Quần vợt Đắk Lắk tổ chức giải vô địch đồng đội quốc gia Cúp Hoài Ân và thành công năm 2023. Giải là hoạt động chuyên môn của Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Quần vợt Việt Nam nhằm khuyến khích thúc đẩy phong trào quần vợt phát triển, đồng thời giúp các vận động viên giao lưu cọ xát và tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt giúp các vận động viên đang khoác áo đội tuyển quốc gia có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 32 sắp diễn ra tại Campuchia. Giải đấu này cũng mục đích chung là cũng chúng tôi tổ chức trước gọi là tiền SEA Games để nhằm giúp cho huấn luyện viên và các cái đơn vị rà soát lại một lần nữa lực lượng của các vận động viên đội tuyển quốc gia của chúng ta để họ sắp xếp một cái đội hình chuẩn nhất của Việt Nam để chuẩn bị tham dự thi đấu tại SEA Games 32 ở Campuchia. Tham gia giải có 23 đôi vận động viên của 9 đơn vị đến từ các tỉnh thành ngành trên cả nước như Hà Nội, Bergamo, Bình Dương, Quân đội, Bắc Ninh, Quang Hành, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Nước Sạch, Hải Dương và chủ nhà câu lạc bộ Hoài Ân Thành Công Đắk Lắk. Trong đó quy tụ nhiều tay vợt tên tuổi của làng quần vợt Việt Nam và khu vực Đông Nam Á như Lê Quốc Khánh, Savannah Lý Nguyễn, Chanelly Vân Nguyễn. Tại giải các vận động viên thi đấu ở hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Khánh lên đây, Khánh đã chuẩn bị tập luyện với câu lạc bộ mới rất là kỹ và Khánh mong là sẽ đem thành tích cao nhất về cho câu lạc bộ cũng như là tỉnh câu lạc bộ Thành Công và cũng như là tỉnh Đắk Lắk nữa. Với việc giải quy tụ nhiều vận động viên tên tuổi của làng quần vợt Việt Nam, hứa hẹn sẽ đem đến cho giải đấu những trận đấu hấp dẫn. Riêng người hâm mộ quần vợt Đắk Lắk sẽ mở rộng tầm mắt khi trực tiếp chứng kiến các vận động viên đỉnh cao mà họ yêu thích thi đấu. Về cơ cấu giải thưởng, giải nhất cho nội dung đồng đội nam là 40 triệu đồng và giải nhất cho nội dung đồng đội nữ là 30 triệu đồng. Giải diễn ra từ ngày 17 và bế mạc vào ngày 21 tháng 4 năm 2023.